Hi, xin chào tất cả các bạn. Rất vui để được gặp lại các bạn trong clip ngày hôm nay. Thì trong clip này mình xin chia sẻ với các bạn cách đánh câu intro ca khúc Đắp Mộ Cuộc Tình ha. Câu intro này á mình sẽ chia sẻ với các bạn cách đánh trên tông la thứ ha cho dễ đánh nhé. Và tùy theo giọng thì các bạn có thể kẹp capo lên. Ví dụ như là mình hát giọng re thứ đi. Đó. Re thứ thì mình sẽ kẹp capo lên ngăn thứ năm nhé. Đó, và đánh tông là thứ. Ok, thì bây giờ để bắt đầu cái phần chia sẻ cách đánh á, thì xin mời các bạn xem lại cái đoạn intro mẫu của mình ha. Ok, đối với phần chia sẻ cách đánh á thì intro ca khúc Đắp Mộ Cuộc Tình này mình tạm chia gồm có tất cả là 5 câu ha. Bây giờ các bạn hãy chịu khó theo dõi mình đánh trên cần đàn và các nốt mình để bên góc nhé. Ok, đến với câu thứ nhất, các bạn đánh cho mình như thế này. Đầu tiên các bạn để cho mình là ngón trỏ vô ngang thứ ba dây thứ nhất nha các bạn nha, nốt son đó, ta vuốt lên ngang năm ha, nốt nốt la đó đó, la đô la son mi à, mi thì các bạn trở về âm la thứ ha, đánh dây thứ nhất thứ năm cùng lúc mi ba hai một đó, thì các bạn đệm điệu bolero vô, ok chưa? Rồi đến với câu thứ hai, các bạn đàn cho mình như thế này nha. Đầu tiên là dây thứ nhất buông mi chập vô ngăn ba son mi re đô là, thì các bạn trở về hợp âm pha trưởng và chúng ta đánh dây thứ ba thứ sáu cùng lúc đó, ok chưa? Đó, ok chưa? Rồi đến với câu thứ ba khá đơn giản, các bạn đánh cho mình là dây thứ hai buông nha, si đó, re, si, la, rồi các bạn lưu với mình là son lá son mì á. Đó, ok chưa? Rồi, tiếp theo, đến với câu thứ tư, các bạn đàn cho mình như thế này là mi son mi re đô la à. Mi son mi re đô la 3 2 1. Ok chưa? Rồi, khá đơn giản các bạn. Rồi đến câu cuối cùng, câu thứ năm, các bạn đàn cho mình là re nha, re. Mi re. Chỗ này luyến nè. Si đô si này. Đó, ok chưa? 3 2 1 2 3 rải. Đó, ok, khá đơn giản các bạn. Thì câu intro nó cơ bản như vậy thôi. Ok, trên đây là toàn bộ những cái chia sẻ của mình về cách đánh câu intro Đắp Mộ Cuộc Tình. À, câu intro này cũng rất là ngắn và khá đơn giản thôi. À, nếu các bạn nào mà chưa theo dõi kịp á thì các bạn chịu khó ha. Các bạn tua lại và để chế độ chậm trên YouTube á, và đồng thời xem các nốt mình để lên góc ha. Một lần nữa thì mình xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.